Haaland được kiểm tra doping cùng hai người đã chết. Đội tuyển bóng đá quốc gia nam của Na Uy đã được cơ quan chống doping của nước này đến thăm. Nhưng trong khi đây là sự việc thường xảy ra trong bóng đá, điều khiến trường hợp này trở nên đáng chú ý là những cầu thủ mà họ yêu cầu kiểm tra. Hy hữu khi Erling Haaland được kiểm tra doping cùng hai tuyển thủ quá cố Jorgen Juve và Ena Gundersen. Danh sách các cầu thủ được yêu cầu cung cấp mẫu nước tiểu bao gồm tiền đạo số 1 của tuyển Na Uy và Man City, Erling Haaland, nhưng cũng có Jorgen Juve và Ena Gundersen, hai trong số những cầu thủ ghi bàn nổi tiếng của tuyển Na Uy. Nhưng không ai trong số họ còn sống. Juve đã chết vào năm 1983, còn Gundersen đã qua đời vào năm 1962. Chúng tôi đã có một chuyến thăm từ cơ quan chống doping Na Uy vào thứ ba. Huấn luyện viên tuyển Na Uy, Seo Sombaken cho biết vào thứ tư. Những cầu thủ sau đây đã được chọn để kiểm tra: Erling Braut Haaland, Jorgen Sten Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bob, Ena Gundersen và Jorgen Juve. Sau đó, tôi bắt đầu tự hỏi. Đây là những cái tên đã được đọc lên. Và nó rất nghiêm túc. Vì vậy, chúng tôi phải gọi đến cơ quan chống doping Na Uy và hỏi, có camera giấu kín không? Có lẽ họ đã lấy danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Na Uy và thêm một vài cái tên. Trong khi Haaland và Larsen có mặt trong đội, Oscar Bob, 21 tuổi, không có mặt vì anh phải nghỉ 3 tháng vì gãy chân ngay trước khi bắt đầu mùa giải cùng Man City. Còn đối với Gundersen và Juve, vị trí của họ trong lịch sử bóng đá Na Uy đã được đảm bảo. Juve đã ghi 33 bàn từ năm 1928 đến 1937. Trong khi Gundersen ghi 26 bàn từ năm 1917 đến 1928. Thật khó để nói điều gì đã xảy ra, nhưng thông thường chúng tôi luôn xác định được mục tiêu tốt hơn. Giám đốc truyền thông của cơ quan chống doping Na Uy, AJN, Hanver Bifulin nói với tờ báo VG. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là thừa nhận rằng chúng tôi đã sai. Chúng ta có thể nói đùa về điều đó ở văn phòng ngày hôm nay, nhưng sau đó phải xem xét lại công tác chuẩn bị cho lần tiếp theo. Haaland, 24 tuổi, đã bắt đầu mùa giải Premier League với 7 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên cho đội của huấn luyện viên Pep Guardiola. Sau khi anh có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn do Na Uy không đủ điều kiện tham dự Euro 2024.